Bảy bắt sò đi sò về xà lông phải không? Bắt sò đây. Đây mình cần cào dưới đây là sò nằm đây nhiều lắm này đó. Con lớn mình bắt con nhỏ đây đó. Lớn mình bắt nhỏ mình chừa lại quá trời luôn này ha. Thành quả được 2 xô. Đây bữa qua đi bắt, đây là con sò, sò huyết mà không có huyết, sò thường. Sò này không có huyết. Ở bên Hà Lan này giống sò Việt Nam mình mà không có huyết. Wow, đẹp. Quá trời luôn. Một chiếc này ăn cho đã luôn. Thành quả ngày hôm qua, đây là ốc. Mà quậy vô lên ốc. Ốc này, wow. Quá trời luôn. Đây là hào. Bắt vừa đủ ăn thôi. Có con sò này là nhiều nè. Đi lên mình cào. Đây là nước mặn đem về mình ngâm á, ngâm qua đêm cho nó nhả cái đất ra. Cho mình về nè, không ngâm á, đất không à. Bây giờ nhiều quá. Ăn không hết. Cho bạn bè ăn ít. Hào thì nhỏ nhỏ nhưng mà thịt không à. Sữa. Ốc này đổi nữa mình ngâm tiếp cho nó ra cái chất chất dơ đi, đất. Có con này là ngon nhất. Ở ngoài chợ bán có 10 mấy đồng ký. Thôi video xin ngừng tại đây.
hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Tạm biệt. Ngày hôm qua mình thành phẩm ngày hôm qua bắt được như đây. Đây là sò hiếc. Nhưng đây sò thôi chứ nó không có hiếc, nó không phải dân sò hiếc Việt Nam, màu trắng trắng. Wow, ốc này. Má trời ốc luôn. Không đổi, mình đổ nước mình ngâm nữa. Hào. Hào này bắt rồi chia ra người ít ăn. Có con này là ngon nhất ha. Con này là hào sò nè, đã chưa? Quá trời đẹp luôn. Tới bãi cào thôi. Thôi xin video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Tạm biệt.